Mày gọi thế à? Ở bận quá chưa gọi được. Mày gọi thế thầy rồi. Thầy bảo là thấy đu đủ nó báo nó đổ, xong là nó ở trên mái chặt là nó lao cái thân cây đu đủ và nó xía vào tay chín múi rồi. Không biết là cái lọ đấy là ở bên Trung Quốc ấy. Bà gì anh Tâm ở bên Trung Quốc về xong rồi mua lại mà mình ăn cái lọ thuốc nhỏ mắt thôi mà vôi như thần tượng nhà em hôm trước sinh nhật đấy. Cầm vào cái pháo bông xong một vòng vôi hai hôm là khỏi. Ừ. Mai mang xuống cho ông. Nói chung không biết là bằng cái gì. Quán Trung Quốc nó giỏi lắm, thuốc của nó nhẹ cực. Thế nó làm bằng cái gì? Không biết đấy, nhưng mà nó ngồi, thuốc, thuốc la truyền của chúng nó. Đau đầu quá. Đi sửa cái xe ấy, cái xe xe đi lớp thì nó không phanh không chuông, sợ quá. Đi nặng tay nặng tư sợ. Bán bà nó đi mua cái xe điện mà đi xong chở hàng bán hàng có xe ga ở đây thì mua xe điện làm gì, bán cái xe này đi. Mình mua xe khác về đi chợ thịt bò. Sợ đeo mẹ. Xe ở đây xe ngang xuống quá rồi. Ô tô thì không đi được. Sửa chưa? Đang sửa rồi. Xe thì không chuông, không phanh, trông kinh nó lên. Anh Tâm, như cái mắt em chỗ này có phải mổ trích ra không? Không, cái xe mình trích một lần rồi. Mắt em sao?